À, đó là bài tập về nhà đó. Tam giác. Sao? Dạ tam giác, ngay ngay cái góc màu đen này vẽ qua được cái tam giác Rồi đặt rồi, tên đi. ký hiệu là ABC. Ngay cái A chỗ bút đâu? đó là chữ A. Chữ A dưới đây, ở dưới thầy. A. Đây. Dạ không, bên kia À, vậy chữ quên A mà bên thầy đấy đặt cái hả? bút á. Dạ Rồi. Thích chỗ nào? Chơi chỗ đó. B. B là B chỗ đâu? chữ A. Dạ đó đó. B. C chân. C. Người Rồi ta định nghĩa. rồi Rồi, nghe còn ha. Người ta định nghĩa cho các bạn khái niệm một cái góc an toàn á. Được hiểu là cái góc B ngay chỗ này này. Là định nghĩa là an toàn khi cái góc này nó là 45 độ. Ủa xin lỗi, là 65 độ, là để cái thang của các bạn nó chịu được cái lực tốt nhất và không bị trượt thang. Cũng giống như là không bị dập cái thang. Tức là thí dụ nếu như các bạn để nó cái góc này nó nhỏ quá thì khi đó lúc mà các bạn bước lên trên đây này, bước lên đây này, cái thang nó sẽ rất dễ bị nhúng và nó dễ gãy. Thì cái này là nó liên quan tới thực tế một tí. Còn nếu như các bạn để nó đứng quá đó, thí dụ nó đứng quá như thế này thì khi đó cái thang này rất dễ bị trượt theo cái lực ma sát, mà khi các bạn đứng lên đây nè nó rất dễ bị trượt ra. Nên cái góc gọi là góc an toàn trong vật lý người ta đã tính toán, thì cái góc 65 độ ở đây được gọi là góc đẹp để cho cái thang này nó an toàn. Rồi. Về khi đó nó hỏi mình trong bài toán này, nó hỏi đặt chân thang cách mặt tường là bao nhiêu. Vậy nó hỏi mình đoạn nào? Số 1. Dạ AB. Rồi, chấp nhận. Nó hỏi mình đoạn AB. Đây là bài tập về nhà nha, ngồi suy nghĩ ghê vậy. Vậy chốt vô. Thế nào? B là 65, còn góc Rồi. C là 25. Rồi. BC có 6, 6 là đề cho rồi. À, làm gì nữa? Vì cái tính Rồi, phép tính, ghi đi. Phép gì? AB bằng, Đâu đọc coi xem có tăng đi. B gì đâu đây? xin, Xin góc nào? dạ, ủa không, có chứ, có B, Bằng có AB với AC. nữa, dí AB trên nữa. BC. AB Rồi. trên AC. Từ đây suy ra AB bằng gì? Dạ AB bằng cos B nhân BC. Rồi, cos B nhân với BC. Rồi từ thế số vô ra kết quả. Còn đây chỉ là gợi ý cách làm, quá trình các bạn làm thì các bạn phải ghi rõ ra là xét tam giác nào có cái gì vân vân ha. Rồi đây là cái bài tập về nhà của các bạn hôm bữa. Rồi, bây giờ nhiệm vụ của ta lại tiếp tục làm bài tiếp. Rồi, bài số 7. Nhiệm vụ lần này là tiếp tục xơi các bài toán liên quan tới thực tế. Bài số 7. 13 bạn. Rồi, để thầy coi coi những bài nào vắng. Chờ thầy xíu nha. Số 1 có 2, 3, 4, 5. Có. Số 6 chưa thấy. Số 6. Số 6 chưa. Số 7 có. Số 8. Các bạn nhớ nè, thầy nhắc lại cái. Buổi sau các bạn vô đặt tên là giùm thầy theo thứ tự. Thí dụ nếu là số 8 thì các bạn đặt giống như bạn 08 vậy đó, không khoảng trống cái 8. Đó, để nó không có bị nhầm. Còn thí dụ như bạn là số 10 thì các bạn nên đặt giùm thầy là một khoảng trống ra 0. Đó, bạn đặt như thế này thì để nó theo thứ tự, nó không bị chạy tùm lum hết, để thầy tìm cho nó dễ nha. Cái này tùm lum hết. Số 9 vắng số 6, số 9. 11, 12, 13, 14. Rồi, vắng số 6 với số 9.
À, chào thầy sĩ. Số 6 trong nhóm mình không có luôn thì phải à? À, quên, số 6 chuyển qua bên kia. Số 9, à giờ dẫn số 9. À, số 9 không có luôn. À, vậy là đúng rồi. À, vô. Rồi để hồi số kiểm diện lại lần nữa. Rồi, vô bài số 7. Ráp vô. Một cái thang xếp hình chữ A. Đó, bây giờ đề nó chỉ cho các bạn hình vẽ như thế. Mục tiêu của các bạn vẽ lại cái hình. Lưu ý nha. Thí dụ định nghĩa chữ A là các bạn phải vẽ lại cho nó đúng cái chữ A ra. Đây, chữ A là thế này. Là hai cạnh của nó bằng nhau và tam giác của các bạn là tam giác cân. Đó, thí dụ đặt tên vô. A, B, C. Đó, đặt tên tam giác này vô thì khi đó nó cân tại A. Chứ không phải là cái hình vẽ này chốt vô đây cạnh, chốt vô cạnh thì nói cái tam giác này nó không cân. Thì các bạn sai gán chịu nha. Rồi, cho các bạn thử 1 phút lật cái hình vẽ ra để chốt ra vấn đề. Đây, cái thang này nó sợ các bạn không biết cái thang chữ A là thang gì, nó vẽ sẵn cho bạn cái hình. Đó, hai cái thang đơn tựa vào nhau này nó tạo được chữ A. Thì khi đó cái người đứng trên thang có thể đứng được bất kể góc nào cũng được và không cần dựa vào tường nó vẫn đứng được. Cái thang đơn thì phải dựa vào tường, còn cái thang chữ A là không cần dựa vào tường nó vẫn đứng được. Mỗi thang đơn tạo với mặt đất một góc 75 độ. Vậy thầy mượn một bạn nào đó đi, số 3 ơi. Số 3 ơi. Dạ. Vậy đề người ta cho mình là mỗi cái thang đơn tạo dưới mặt đất một góc 75 độ, vậy tức là góc nào bằng 75? Dạ góc B. Rồi, chấp nhận, góc B là 75 độ, góc C là 75 độ. Rồi, người ta hỏi nếu muốn tạo một cái thang xếp A cao 2 mét tính từ mặt đất, đây nó ghi nè. Tính từ mặt đất thì khi đó mỗi thang đơn phải dài là bao nhiêu? Tức là nó yêu cầu mình 2 mét này được hiểu là khúc nào là 2 mét. Theo bạn. À, dạ là AC Sai. dưới mặt đất AB Sai. Đó. Các bạn hiểu không đúng được cái đề mà. Cái định nghĩa nè, cái con AB với con AC, cái này được gọi là thang đơn nè. Đây, cái này là thang đơn nè. Và muốn từ cái đỉnh của chữ A, đây, nó được hiểu đây là chữ A nè, xuống với mặt đất, ngay đây là mặt đất của các bạn nè. dạ là BC. BC là mặt đất rồi. Ủa? Rồi, các bạn ngồi Ủa? các bạn đoán không, đó lý do là tại sao làm bài hình này không được là bởi vì các bạn không hiểu cái đề đang hỏi cái gì. Và các bạn ngồi bạn đoán, cái này là tôi đang vẽ cho các bạn ra đây thì các bạn còn tạm hình dung ra. Nên những cái bài này chưa làm được là chuyện đó là bình thường. Nên ăn phạt chưa để nhớ. Nó hỏi nè, muốn tạo cái thang xếp chữ A cao 2 mét, tức là khi đó từ cái điểm A này hạ xuống mặt đất để các bạn có thể leo lên được tới 2 mét. Hiểu chưa? Vậy tức là khi đó nó cho biết độ dài AH này là 2 mét. Thì nó hỏi mỗi thang đơn phải dài bao nhiêu, tức là nó hỏi cái gì? Dạ là nó hỏi là độ dài Độ dài của ai? của mỗi thang là Là bao thang nhiêu? nào? AB. AB hoặc là AC, tại vì hai cái thang này là cân, nó bằng nhau, lấy thang nào cũng được. Bài này mỗi bạn rồi lo tranh thủ làm bài nhanh lên. Rồi, cảm ơn số 3. Bài này tính ra nãy là tôi bắt chép phạt đấy. Bạn ngồi bạn đón. Rồi, 1 phút cho bạn nào cảm thấy rằng mình có thể làm được bài toán này, giơ tay lên nhé.
Rồi. Hết giờ. Số 3 luôn. Cho thầy hỏi cách tính AC làm sao bạn? Dạ em đi tìm sin gốc C Sin gốc là C bằng bằng gì? đối chia quyền Rồi, AH chấp chia nhận. cho AC. Thực tế sau khi vẽ cái hình ra xong, bạn đi tính nó rất dễ. Chỉ có điều là khi có một cái đề, bạn phải xác định được cái đề cho mình cái gì, thì phải chịu khó tự vẽ cái hình ra, tự nhận định bài toán rồi mới giải quyết được vấn đề. Thì bạn nào yếu, đặc biệt là những bạn học sinh của Việt Nam mình nói chung là các bạn đều rất yếu cái này. Tức là các bạn không có chịu khó suy nghĩ đó, từ A vuông góc mặt đất, thì tại vì bình thường các bạn có bao giờ biết mấy cái này là cái gì và các bạn không thể định nghĩa nó được. Nên chịu khó nha, thầy đang cố gắng muốn luyện cho các bạn một cái dạng bài tập liên quan tới toán thực tế này. Tại vì 2 năm gần đây đề Bến Tre, chính xác là 3 năm luôn, là đề Bến Tre phái cho mấy câu bài toán thực tế gắn vô trong bài mà các bạn không hiểu nó là gì thì là nguy hiểm lắm. Rồi, cảm ơn bạn. Vậy áp dụng vô tam giác AHC rồi tự dùng sin cos tan cotan gì đó coi như giải được bài toán này. Rồi, tiếp tục. Rồi, tiếp tục hình số 8, bài số 8. Bây giờ bài này không vẽ, không gợi gì hết. Cho các bạn trong vòng 2 phút. Coi coi đủ để xử lý được nó hay không. Dĩ nhiên thầy chỉ cần ý tưởng chứ thầy không cần có bài giải chi tiết. Ra bài giải. Rồi, nó lướt qua ha. Người ta vẽ cho các bạn sẵn cái hình từ một cái đài quan sát cao 350 m so với mực nước biển, tức là ngay chỗ này được gọi là đài quan sát so với mực nước biển. Đây, mực nước biển giả sử giống như chiếc thuyền vậy nè. Đây đang có cái này. À, xin lỗi các bạn, thầy có điện thoại đây. Alo, ba đang dạy mà cái gì? Uống hết rồi. Hết rồi, hết rồi. Rồi thôi à. Rồi, nó mất tiêu rồi. Xin lỗi các bạn. Rồi, từ A được định nghĩa là vuông góc với ở từ cái mực nước biển căng này ra. Vậy thí dụ như từ điểm A đang ở chỗ này và so với mực nước biển, tức là từ đây người ta hạ vuông góc xuống, thẳng đứng xuống đó, nguyên cái đoạn này nè mới được gọi là tính so với mực nước biển. Rồi, vậy đề này đang cho cái này bằng 350 m. Người ta nhìn một chiếc thuyền bị nạn với một cái góc là 20 độ. Vậy theo cách hiểu, nhìn chiếc thuyền bị nạn một góc 20 độ là gì đó, tự xử lý. Muốn đến con thuyền thì phải đi quãng đường dài bao nhiêu mét. Rồi, hết chuyện. Rồi, bắt đầu. Thì đây nó vẽ cho các bạn. Một là các bạn nhìn ngang ra, ở đây nhìn xuống là 20. Thì các bạn cũng có thể theo cách hiểu đó là do so le trong đồng vị trong cùng phía, nên người ta cũng sẽ xác định được cái góc ngay chỗ này. Rồi, vậy góc này là 20 độ. Rồi, hết. Các bạn còn 1 phút nữa để cho thầy biết kết quả. Lưu ý bài này nó yêu cầu là bao nhiêu mét, có bài nó sẽ yêu cầu là bao nhiêu km. Thì tự đổi đơn vị ra.
Rồi, hết giờ. Bao nhiêu bạn không làm được bài số 8 này? Đưa tay lên cho thầy xem. Bao nhiêu bạn không làm được? Đưa tay lên nha. Đâu? Rồi, hết giờ. Câu. Câu số 2, nói thầy nghe coi bài này. Để người ta hỏi mình cái gì bạn? Đặt tên điểm vô. Đây là điểm A. Tiếp tục đặt tên vô nè. B B là cái gì? C là cái gì? B là góc vuông. B là góc vuông. C là ngay chỗ con thuyền. Rồi, người ta hỏi mình cái gì? Quãng đường dài bao nhiêu mét? Đường nào? Khoảng đường nào? Con thuyền. Con thuyền là quãng đường hả? Muốn đến cứu con thuyền thì phải đi quãng đường dài bao nhiêu mét? Thì biết rồi, đó là cái đề. Đây là cái đề và bạn mã hóa cái đề này là người ta hỏi các bạn độ dài của đoạn nào. Hết chuyện. Thầy không muốn nghe yên lặng nói hoài luôn. Bạn làm được bài này chưa? Số 2. Dạ. Bạn có nghe tôi hỏi không? Dạ có. Rồi sao bạn im lặng hoài vậy? Thầy hỏi lại một lần nữa là bạn làm được bài này chưa? Dạ chưa. Vậy hồi nãy trước khi tôi yêu cầu là giải, tôi yêu cầu cái gì bạn có nghe không? Số 2. Dạ, không biết thì giơ Các bạn biết không? Bạn biết hay không biết? dạ không. Rồi bạn cũng không đưa tay luôn, vậy bạn muốn cái gì? Vậy tại sao bạn không đưa tay? Hả? Thầy nói rồi, thầy không có muốn nghe yên lặng. Tôi hỏi một điều là tại sao bạn không đưa tay? Hả? Dạ không quên thầy. Vậy thì bạn quên thì bạn không trung thực với tôi, chép phạt 10 lần bài này. Bạn chép phạt 10 lần vô ha. Và bạn bữa rồi bạn có chép phạt cho tôi nhưng bạn cũng chỉ có chép cái bài vừa rồi của buổi học thôi, còn những cái bài trước bạn vẫn không chép. Tôi tạm tha cho các bạn những buổi học trước, nhưng kể từ thời điểm này bao nhiêu bài mà bạn đang bị chép phạt mà bạn làm không đúng theo yêu cầu bạn không nộp là mệt với tôi đó. Tôi báo trước nha, mỗi người được quyền thay đổi bản thân nhưng phải thay đổi theo hướng tích cực, còn các bạn mà không thay đổi, bạn cứ trì trệ theo cách đó hoài thì không thể làm việc được. Thầy cho một cơ hội cuối cùng, những bạn nào không làm được câu này đưa tay lên, còn từ đây về sau tôi không cần biết bạn có đưa tay hay không đưa tay, chỉ cần tôi bóc trúng mà bạn chỉ cần nhào vô bạn hết chuyện, dăng vô chấp phạt 10 lần hết, khỏi nói nhiều và khỏi ý kiến. Và tôi không chấp nhận mọi ý kiến như là em quên em gì đó. Tại vì có cái chuyện mà hỏi bạn nào biết hay không biết bạn cũng không thực hiện nữa. Vậy thì làm sao tôi giải thích được, sao tôi làm tiếp được. Báo trước nha. Rồi số 2, tắt mic đi.
rồi làm theo yêu cầu của thầy. Được, vẫn là chọn yên lặng. Rồi, thầy mở thử một bạn khác thôi. Số 13. Đề này nó hỏi cái gì bạn? Thầy nó hỏi cái đoạn BC này dài bao nhiêu Rồi, mét? nó hỏi đoạn BC. Nó được hiểu là từ B để di chuyển đến C là bao nhiêu? Còn từ A không phải là đoạn nó hỏi. Từ A là bạn đang nhìn tới được con C đó bằng cái đường xéo. Chứ từ A các bạn không có cách để đi xéo đó. Các bạn chỉ có thể bơi từ B đi đến C thôi. Vậy nó hỏi độ dài BC là bao nhiêu? Các bạn không hiểu, các bạn được quyền hỏi hoặc các bạn đưa tay lên thì chắc chắn có thể sẽ bị la hoặc bị chép phạt. Đó là chuyện đương nhiên rồi, tại nếu những bài này nó dễ. Tại vì thầy muốn các bạn phải vận động lên, còn các bạn thụ động thì không có cách để cứu. Nhưng các bạn yên lặng và chờ đợi thì các bạn biết một điều, tôi thường ít khi nào bóc sai lắm. Mà thường là tôi sẽ có cách để biết bóc bạn nào. Nên bạn mà không trung thực với thầy, dùng từ trung thực thì nghe ghê quá, bạn không chân thành với thầy thì thầy rất khó để làm việc với bạn. Rồi, tiếp theo số 13 xử lý sao bạn? Nghe thầy là tam giác ABC vuông tại A. Rồi, chấp nhận. Từ giải quyết những chuyện đó ra, Thầy là vậy suy ra được cos, gì? tính cos của C là bằng CB trên BA, suy ra là BC sẽ bằng Đây AB đây, nhân với cos C bằng gì? Đọc lại coi. ủa cô CB tăng chứ trên thầy lộn cô tăng này cô tăng. Cô tăng bấm rất cực, thay vì bấm cô tăng bấm cái khác đi. bóng tăng. Tăng. Các bạn cô tăng vẫn được nhưng mà cô tăng bấm rất cực, bấm nó cực hơn so với bình thường vậy thôi, ta xài quá tăng. Tăng Thầy bằng gì? là AB trên BC. Đó, AB trên BC. Rồi từ đây suy ra rồi hãy bắt đầu thế số. BC sẽ bằng gì? AB nhân với tăng C. Cái gì? Tôi cho anh cơ hội nói lại lần nữa Ủa, đó. AB chia chia tăng C. Chia cho tăng C. Mốt tôi muốn các bạn nói cái gì nó chắc cái đó. Nhầm lẫn mà các bạn không kịp sửa, tôi dứ viết vô mà bạn vẫn không sửa là coi như xong. Ăn phạt nha. Rồi, vậy nó bằng 350 đem chia cho tăng C là tăng của 20 độ. 20. Rồi, đôi máy tính vô, bấm. Okay, nó là 350 đem chia cho tăng của 20 độ. Đóng mặt lại. Rồi, giờ nhấn. Rồi, sau đó làm gì nữa? Ghi gì vô? Thầy là ghi 961,6. Đó, làm tròn đến số thập phân thứ hai giùm thầy. Đây Đến là số thập phân thứ hai. 961,62 Rồi, mét. chấp nhận. Từ thế số vô, làm tròn đến số thập phân thứ hai. Xong chuyện. Và tôi báo trước video đã quay lại cho các bạn để các bạn học, ngoài ra cũng dùng để kiểm soát những bạn nào mà lỡ có bị không làm bài được bị chép phạt gì thì lo mà chép. Bạn chép thì bạn bị phạt cái gì thì bạn tự ghi nhận vô trong bài và đừng nói với tôi một cái lý do là em chưa chép phạt tại vì thầy chưa up video lên nên em hỏng nhớ em bị phạt cái gì. Các bạn bị phạt cái gì thì các bạn tự note lại chứ không phải chờ tới có video. Báo trước nha. Tôi không chấp nhận mọi cái lý do trả lời đó. Rồi xong bài số 8. Tiếp theo. Rồi bài số 9. Rồi cái này thì nó sẽ liên quan tới chút xíu về y học. Rồi, đề này cho các bạn sẵn một cái hình vẽ. Ví dụ ha, đề người ta cho các bạn một cái khối u của bệnh nhân cách mặt da hoặc là cách được hiểu là cách da mặt đấy ha. Còn này mặt da tức là đây là cái da của các bạn nè, có một cái khối u nó vẽ hình dưới đây là 5,7 cm đó, thì tức là muốn có khoảng cách từ một điểm cho đến một đường. Nhắc lại về kiến thức ha, đề một cái điểm A
Muốn biết khoảng cách từ A đến D thì người ta phải vẽ vuông góc đến D. Thì cái này mới được gọi là khoảng cách. Còn thí dụ từ A kéo qua đây thì cái đoạn này không phải là khoảng cách. Cái này mới là khoảng cách nè. Đó. Cố gắng nhớ về lý thuyết ha. Rồi bắt đầu. Khi đó người ta chiếu một cái chùm tia gamma. Chiếu để người ta phá đi cái khối u này nè. Để tránh làm tổn thương mô, để tức là người ta cho các bạn một cái mô ở đây. Thì cái này là qua quá trình người ta xử lý, cứ yên tâm là ủa em không hiểu mô là gì hay không hiểu cách người ta đã vẽ hình sẵn rồi. Đây, có một cái tế bào ngay chỗ này. Nhưng người ta sợ chiếu cái tia này vô nè, lỡ cái tia gamma này mà nó chiếu trúng cái tế bào mô ngay chỗ này thì sẽ làm tổn thương cái tế bào ở đây. Thì đó là quy tắc của quy y học, các bạn đừng quan tâm tới nó. Người ta phải né ra để không trúng cái mô này. Vậy bác sĩ chiếu một cái nguồn tia cách khối u trên bề mặt da. Đây, cái đây là bề mặt da nè. Cách ở trên bề mặt da là 8,3 cm. Người ta vẽ cho các bạn một cái hình. Hỏi tính góc tạo bởi chùm tia với mặt da. Đây. Tính góc tạo bởi chùm tia với mặt da. Và chùm tia phải đi một đoạn là bao nhiêu để đến được khối u? Rồi, cho thầy hỏi. Giờ thầy mượn một bạn để đặt tên cái đi ha. Là thầy mượn bạn số 11 đặt tên điểm giùm thầy đi bạn. Dạ ABC. Đâu đâu là điểm A. Dạ điểm A ngay góc vuông. Ngay góc vuông là điểm A. Rồi, tiếp tục. Dạ khối u là B. Rồi, tiếp tục. Điểm ngay Dạ chỗ chiếu C. này là C. Rồi, khi đó trong hình vẽ này người ta cho các bạn được một tam giác vuông. Cái này nó không hề khó chút nào, các bạn chỉ cần đọc kỹ cái đề. Thường thì hình vẽ người ta đã vẽ giúp cho các bạn. Các bạn chỉ cần đọc cho tốt cái đề thôi là các bạn nhận biết được nó liền. Đề người ta hỏi mình cái gì bạn? Dạ Số tính 11. góc tạo bởi chùm tia với mặt da. Là góc nào? Là góc nào? Dạ hay là góc BCA. Rồi, chấp nhận BCA. Còn làm sao muốn biết được thì các bạn phải hiểu một điều nè, đây là cái mặt da của các bạn. Đây thầy vẽ bằng cái tia đi cho dễ. Đây là mặt da nè. Còn đây là chùm tia để các bạn bắn xuống với khối u nè. Đó thì đó nó tạo được cái góc hết chuyện. Thì phải chịu khó đọc cái đề. Có nhiều bạn nhiều khi ủa đâu cái đề u cuối cùng mặt da là cái gì, chùm tia là gì, thì tại các bạn cố tình không thèm đọc. Hoặc các bạn đọc nhưng mà các bạn không có chịu khó suy nghĩ nên các bạn sẽ không gắn lại được các cái kiến thức đó vô. Vậy nó hỏi cái góc C1 này là bao nhiêu? Giờ nó hỏi thêm gì nữa bạn? Số 11. Dạ nó hỏi BC. Rồi, nó hỏi tiếp đoạn BC và chùm tia phải đi độ dài là bao nhiêu để đến được khối u, tức là từ C để đi đến được B. Rồi, cảm ơn bạn. Rồi, cho các bạn 1 phút xác định dùm cho thầy ý tưởng để giải. Còn hồi nãy 11 đã giúp cho các bạn giải quyết ra được đặt tên điểm, như là giải quyết được các thứ đó rồi. 1 phút bắt đầu. À, khoan, mở cái này lại đi, nhiều khi nhiều bạn lại không biết cái khoảng cách là gì. Rồi, 1 phút bắt đầu.
Rồi, hết giờ. Bạn nào không giải quyết được bài số 9, đưa tay lên, cho các bạn thời gian 10 giây để nghĩ coi mình có thể giải quyết được nó hay không. Đưa tay lên. Rồi, hết giờ theo yêu cầu. Tôi muốn các bạn chân thành với nhau cùng làm việc. Chứ còn nếu không, các bạn cứ im như thế không giúp các bạn được đâu nhé. Rồi, bạn số 2 với bạn số 3. Đưa tay lên, không làm được. Rồi, thầy muốn nghe bạn số 3 giải trình trước. Bạn không rõ chuyện gì bạn? Không chắc rồi Không chắc. Được, không chắc chỗ nào? à, dạ không chắc mà à, tính cái cạnh BC đó Tính BC. Tam giác ACB là tam giác gì? vô AC có chưa? dạ gọi AB có chưa? dạ gọi à. A gì? À, tính tính được. Ừ, chứ phạt vô hai lần để nhớ. Không sao, sự trung thực của bạn tôi chấp nhận. Rồi tiếp tục, góc C sao tính được? Dạ tính được. Ừ, vậy đó, xong được hết rồi. Vậy tại sao đưa tay? Thì ăn phạt chưa để nhớ, có gì đâu. Được ha. Rồi. Dạ. Số 2 theo kịp không? Thầy mới giải thích cho số 3 đó, số 2 nghe kịp không? Dạ kịp. Chắc không? Dạ chắc. Đâu, nói thử coi. Tính sao? Tam giác ABC vuông tại A. Rồi, được cái gì? Tan góc B. Tăng góc B. Người ta yêu cầu góc C, tính tăng góc B chị cô hai. Góc C. Là đối AB chia phở trên xe Rồi, thế số vô, tính luôn đi, ra nhiêu? 5,7, nè nè nè, nói đọc số tôi bấm cho coi. Chia cho nhiêu? 8,3. Rồi, từ đây suy ra góc C làm bằng cách nào? Góc C tìm bằng cách nào? Bấm Xếp tăng phân số nhiều 5,7 chia cho thì 8,3. làm gì nữa, Bấm độ. rồi ghi nhiêu vô, làm tròn đến phút, ghi nhiêu 34 độ 29 phút. vô, rồi chấp nhận đó, 29 phút. Vậy là coi như góc C xử lý. Rồi còn được cái cạnh CB thì bằng cách nào? CB thì bằng cách nào? Pitago. Rồi, Pythagore đâu, đọc luôn coi Pythagore được gì đâu. Nè, mai mốt con trả lời á, con bỏ đi cái chữ thẳng vô cái vấn đề. Thí dụ như giờ các bạn tưởng tượng rồi các bạn hỏi tôi, thầy ơi giờ BC tính sao cái BC là các bạn đang nhựa ra rất nhiều nhưng trong đầu các bạn không có nghĩ được, bỏ đi cái đó ra, các bạn chốt vô ngay đáp án là người ta sẽ nghe được và người ta sẽ thấy nó hiệu quả hơn và người ta cảm thấy dễ chịu hơn. Số 2 được không? Chốt ngay đáp án, hỏi thí dụ Pythagore. Có thể mình chưa kịp suy nghĩ kịp, đã quen rồi thì gán tự tập nói. Cứ mỗi mà mình đặt câu hỏi ra mình nói nhanh, đừng Rồi, Pythagore tam giác nào đâu? C
BC bình bằng AB bình cộng AC bình. Rồi, AB bình cộng cho AC bình. Rồi từ đó tự quăng vô, tự tính toán ra kết quả. Có vậy thôi tại sao mà không dám mà lại đưa tay lên hả? Sao số 2 không rõ gì mà nãy đưa tay lên? Ai con sợ không chắc hả? Ừ, không chắc thì chấp phạt đi, đừng chấp nhiều vô. Để khi nào mà bạn cảm thấy bạn tự tin lên. Rồi, bạn số 2 với số 3. Chấp phạt câu này 2 lần. Tôi cho các bạn chấp phạt khờ mới thôi. Sẽ tới cái thời điểm là các bạn sẽ cảm thấy rằng chấp phạt là điều sỉ nhục. Dạ, em không bao giờ chấp phạt với thầy nữa đâu. Đừng có mơ. Ừ, nhưng mà giờ đang bị phạt mà không nộp phạt cho tôi thì xin lỗi, các bạn không có cơ hội để thể hiện lần nữa đâu ha. Rồi, vô. Tiếp tục hình vẽ số 10. Nó gần gần giống như cái bài đo cây cao hôm bữa vậy đó. Chỉ có điều là bài đo cây cao là người ta đo với góc vuông, còn bài này người ta đo với một cái giác kế không có vuông. Rồi, bài này thầy sẽ tự cho điểm. Để dễ dành thì màu đen đi. Đây, điểm A. Đây là điểm B, đây là điểm C. Đó, thí dụ thêm các cái điểm nữa, điểm H. Đây là điểm T. Đó. Hết, người ta cho các bạn các cái dữ kiện đó. À, để vẽ lại cái tam giác này cái sợ các bạn nhìn không ra. Rồi, đó người ta cho cái đó. Rồi, người ta cho các cái số liệu để ghi lại, sợ nó hơi mờ. Cái góc này là 55 độ. Góc ở dưới đây là 10 độ. Và cái độ dài BT là 10 mét. Hết. Rồi, để yêu cầu các bạn là tính chiều cao của cái tháp. Nhìn thẳng đến đỉnh tháp, chân tháp. Rồi người ta sẽ nếu để cho rõ thêm cái nữa, ký hiệu thêm này vô góc vuông. Rồi cho các bạn thử 1 phút tìm hướng giải, coi coi xác định ra được chính xác cái chiều cao của cái tháp đó hay không. Bắt đầu. Bài rất dễ, không khó. Mười giây nữa.
Rồi, hết giờ. Bạn nào thấy mình không thể làm được câu này, mạnh dạn đưa tay lên. Không làm được, đưa tay lên nha. Hết giờ. Bắt đầu vô. Thôi coi bao nhiêu bạn chấp nhận chế phạt. Số 8. Những bạn khác không đưa tay mà trả lời không xong thì đừng hỏi tôi tại sao nước biển nó mặn nha. Từ bao trước đấy. Rồi, giờ chỉ có một mình bạn số 8. Đâu sao số 8? Đề nó hỏi cái gì mà không có tìm được ý tưởng dễ, nói thầy nghe coi. Sao? Chưa tìm được cái phương án giải. Chưa tìm được. Đề nó hỏi tính chiều cao của tháp, tức là nó tính cái gì? Tính CB. Rồi, ok, không sao. Chưa tìm được hướng giải thì chịu khó chấp phạt 2 lần thôi, không vấn đề. Rồi chút xíu nghe thử coi các bạn khác giải thích thế nào, coi coi ổn không cái đã. Bắt đầu. Những bạn kia không đưa tay, tôi chốt chúng thì đừng trách tại sao tôi khó nha. Số 2. Tại sao không đưa, ở quên, xin lỗi. Số 2. Bạn này giải sao bạn? Khoan, thầy không nghe, muốn tăng hết vậy đâu á. Bạn đi tính cái gì với tính cái gì? Tăng tăng là gì tôi đâu biết. Tính Alo. góc C với góc B. Tính góc C với góc B. Góc C. Rồi, góc C này tính ra nhiêu độ? Rồi, tôi cho phép chưa tính luôn. Nhưng tính cái góc đó để làm gì? Hả? Bạn tính cái góc C để làm gì? Thầy hỏi lại một lần nữa, bạn làm bài này được chưa? Số 2. Thầy hỏi bạn làm bài này được chưa? Hồi nãy tôi hỏi cái gì? Tôi yêu cầu điều gì hả? Số 2. Không biết gì ra tay. Rồi bạn biết không? Bạn biết hay không? Không. Rồi bạn có đưa tay không? Trả lời câu hỏi của thầy, bạn có đưa tay không? Không. Tại sao bạn không đưa tay? Hả? Thầy muốn nghe câu trả lời tại sao bạn không đưa tay. Số 2. Tại sao bạn không đưa tay? Tại sao? Nếu bạn không trả lời một cách rõ ràng với thầy thì từ thời điểm này bạn out đi.
Thầy sẽ kích ra khỏi nhóm. Sao? À, số 2. Yeah. Bạn có nghe thầy hỏi không? Thầy hỏi tại sao bạn không đưa tay? Tôi không có muốn nghe dạ. Rồi cứ dạ, rồi cứ dạ. Tôi muốn nghe lý do. Sao nãy con tưởng Tưởng. tính ok. Người ta hỏi cậu tính cái gì mà bạn tưởng? Thì đó, bạn tưởng. Và tôi đã hỏi rất rõ thì bạn hiểu nhầm, gọi là hiểu nhầm đề, tôi không ý kiến. Sai, cho phạt 10 lần hết chuyện. Thí dụ bạn trả lời với tôi, dạ em tưởng em hiểu nhầm nên em không trả lời được, vậy em bị sai, chứ phạt. Nhưng từ đây về sau, khái niệm hiểu nhầm đó là ăn phạt còn hơn 10 lần nữa. Bạn nghe rõ không? Dạ. Rồi, hôm nay là chấp phạt no luôn á. Tôi cho cơ hội một lần cuối cùng những bạn khác. Thầy nhắc lại một lần cuối cùng về việc làm của nhóm và cách học của nhóm. Mỗi người có một cách dạy khác nhau. Thầy muốn những bạn bị yếu hơn sẽ cố gắng bắt nhịp được như những bạn khá giỏi, rồi từ từ ta sẽ đi nhanh được. Nhưng nếu như các bạn lại cố tình tách biệt cái nhóm ra, tức là những bạn giỏi vẫn đi nhanh được bình thường, nhưng những bạn bị yếu hơn và các bạn bị trì trệ lại và các bạn bị chậm, bạn cố tình để làm được chuyện đó, tôi sẽ kích bài nhóm liền. Báo trước nha, tôi đang cố để làm sao thu gọn cái nhóm lại về khoảng cách để làm sao cho những bạn yếu bạn tự tin để làm được, và chân thành với nhau thì cùng làm việc nó rất dễ. Biết rằng là khi bạn đưa tay lên chắc chắn sẽ có thể bị phạt, nhưng phạt là cái gì? Và làm lại một lần nữa, nó giúp cho các bạn tăng được kỹ năng. Còn nếu như các bạn lười quá, nhớt thay quá mà các bạn không muốn thay đổi thì cứ việc out đi, đừng có làm khổ nhau. Các bạn đang làm khổ chính mình đấy, làm khổ cho cả nhóm nữa. Mà các bạn đang nghĩ là tôi đang làm khổ các bạn thì lại tội cho tôi. Tôi chưa bao giờ muốn các bạn vất vả, tôi muốn các bạn được giỏi hơn. Nhưng tại các bạn không muốn thì khi đó ta không cùng chí hướng để làm việc, cứ về cao đi tìm cái gì đó nó hợp lý với mình. Ở ngoài thì nhiều giáo viên cũng dạy, các bạn cứ tìm giáo viên hợp lý, hoặc có thể các bạn vì một ai đó nói à học với ông thầy đó, ông thầy nọ, ông thầy Hưng, ông dạy ông chửi hay ông la hay đơn giản ông giúp cho các bạn thi được tốt hay gì đó, các bạn có nghe. Nhưng các bạn cũng biết cái tính tôi rồi đó, tôi dạy là như vậy đó, không hợp out game đi. Chứ giờ tôi dạy các bạn, tôi muốn các bạn phải nghe và các bạn làm theo mà các bạn cũng không làm theo nữa thì ai mà dạy các bạn cho được. Tôi đâu phải là người làm bài để cho các bạn chép, đâu phải tôi thi. Tôi thi thì quá dễ rồi, nè bài bài số 10 nè, bắt đầu vô nè mấy đứa, bài này giải thế này thế này thế này, ừ ra kết quả nè, rồi xong nha, qua bài 11 nè nè, thì các bạn tự đi tìm cái nào đó hợp lý. Còn đối với tôi, cuối cùng là làm sao các bạn phải làm được bài. Nhưng có cái chuyện chân thành với nhau cũng không làm được nữa thì đem đi dẹp. Và đừng chơi cái trò tưởng tượng với tôi không muốn nghe tưởng tượng. Tại vì tôi dạy các bạn chỉ cần 1 tới 2 buổi, tôi đủ biết được bạn muốn cái gì và bạn đang có cái gì ở trong đầu. Rồi. Ok, vẫn còn có bạn số 8. Được lắm, đây tôi hỏi tiếp, tôi bắt là hồi cũng dính thôi. Ủa, rồi sao số 3 chơi kỳ vậy, giờ đưa tay lên là sao? Sao số 3? Không, giờ con đâu, giờ con đang gói rồi. Cái Sao? cạnh AB ngay lúc nước chưa có độ. Làm sao? Được ha, rồi bây giờ ha, tôi báo trước là tôi cho chép phạt cũng 2 lần giống số 8. Nhưng lần sau mà các bạn lại thay đổi ý kiến, tại vì tôi muốn các bạn hiểu vậy nè. Biết rằng trong cuộc sống ta có nhiều lúc phải thay đổi, lúc này lúc nọ, hoặc đơn giản hồi nãy nhìn ra, ủa mà nãy mình nhìn nhầm nên nhìn không ra, chuyện bị chửi là chuyện bình thường, bị chấp phạt, tại vì các bạn phải chấp nhận theo lựa chọn lúc nãy.
Còn cái thầy muốn đó là các bạn sẽ tập được một cái định hướng, cái điều đó là chắc chắn. Tôi sẽ tập được cho các bạn. Kỹ năng này tôi đã học nhỏ, lúc còn nhỏ hơn các bạn nữa. Xác định cái gì là chắc chắn và làm theo cách đó. Có thể chưa đi tới được kết quả đúng, nhưng cứ mạnh dạn mà làm. Rồi các bạn làm cái điều đó, thực hiện nhiều lần lên, nó sẽ trở thành sự chắc chắn. Và các bạn nói ra nó sẽ chắc chắn. Bọn tôi ngày xưa đi học, nhất là học bên lớp chuyên và đặc biệt là chuyên toán, là chỉ có kịp nhìn cái đề và bắt đầu nghĩ trong đầu, à mình chọn ý tưởng đó là không có kịp viết ra đâu, nhưng mà nghĩ rằng nó sẽ đi tới được kết quả, rồi bắt đầu bay lên mà làm. Tôi đang không phải ép các bạn biến thành dân chuyên toán. Tôi chỉ muốn các bạn bớt lười suy nghĩ ra và chịu khó học, thì vận động vô cái não một chút xíu là các bạn dư sức thành siêu nhân ở trên lớp, chứ không cần phải đi thì kiểu chuyên toán đâu. Rồi quay lại, vậy còn nhiều bạn dưới đây vẫn chưa đưa tay bọc thử có dính hay không. Sao thấy nhìn tới nhìn lui tên nào cũng mạnh trơn vậy. Rồi mượn thử ơi, số 7 ơi, cho bạn. Ê, Dạ là tính có chiều cao cái tháp tức là tính cái gì? dạ là con tính AH bằng là 10, tại vì Khoan khoan, AH. nghe thầy hỏi, nghe thầy hỏi. Tính chiều cao cái tháp là bạn đi tính cái gì? Dạ tính BC. Đó, chiều cao cái tháp là đoạn BC và mục tiêu BC các bạn tính bằng cách nào? Dạ là CH cộng HB. À, nghe ha. Các bạn đừng bay vô và làm và đừng nói, và các bạn nghe thầy hỏi hoặc các bạn là người định hướng cho thầy phương pháp em làm. Thí dụ biết rằng nhào vô bạn nói là AH bằng với BT, điều đó tôi chấp nhận. Nhưng có điều tôi không hiểu tại sao bạn làm điều đó. Thì bạn lại phải giải thích nữa. Nên đầu tiên khi nói để người khác nghe được, thì các bạn hỏi trực tiếp cái đề, hỏi cho chiều cao tháp là BC. Trực tiếp BC không có cách để tính, tách ra hai đoạn. Đó là đoạn CH với đoạn C với đoạn HB. Đó, bây giờ đi tính từng đoạn. Bị liệu với chữ C hoài. Rồi, bây giờ bạn tính đoạn CH hay đoạn HB trước cho chọn. Dạ CH. Rồi, CH, bạn tính dựa vô tam giác nào? Dạ tam giác CHA có CHA, tam giác H đó bằng có được cái gì? 90 độ, H bằng 90 độ. Rồi, có góc H là góc vuông, tức là tam giác này là tam giác vuông, có thêm được gì nữa? Dạ HA bằng 10. Rồi, đoạn HA bằng 10, tại sao HA bằng 10? Đó, điều quan trọng nhất, mấu chốt nó nằm ngay đây thôi. Dạ tại vì HATB là hình chữ nhật. Rồi, tự chứng minh ra được lý do HATB là hình chữ nhật. Vậy nên HA bằng với BT là bằng 10. Tiếp theo nè. Dạ có A bằng 55 độ. Có góc A bằng 55, vậy tạm đặt là A1. Vậy đủ sức để giải tam giác này không? Dạ đủ. Rồi. Còn các bạn giải bằng sin, cotang, cotang gì đó là chuyện của các bạn. Còn trên lý thuyết coi như thầy đủ sức để giải được tam giác này. Đó là lý do mà tại sao nên khi tôi giảng cho các bạn những cái bài liên quan tới giải tam giác, tôi nói rất kỹ. Ta chỉ cần có được hai cạnh hoặc một góc và một cạnh là giải được tam giác đó. Còn giải thì ta đã làm biết mà nó chán luôn rồi. Vậy coi như CH. Ok. Rồi, cảm ơn bạn. Đổi qua người khác rồi. Rồi giờ sau số 8, quay lại tính thằng HB được không? Được. Đâu, nói thử là HB sao? HB là con tính bằng Tam giác nào? tam giác HBA. HBA, tam giác HBA là có cái gì ở trong đây? Dạ là có HA bằng 10. HA bằng nhiêu? HA bằng 10 mét. Mét, rồi có thêm được gì nữa? Dạ có góc A hai bằng 10 độ. Rồi, A2 bằng 10 độ. Rồi, tam giác đó là tam giác gì? Là tam giác vuông. Rồi, chấp nhận tam giác đó lại có góc H bằng 90 độ. Giải được không? Được. Rồi, giải được cái tam giác này. Còn các bạn muốn tính cạnh nào, sin, cos hay là nhanh hay không nhanh là chuyện của mỗi bạn. Vậy từ đó coi như HB tồn tại, lấy hai thằng này gộp lại thì ra được BC. Rồi, cảm ơn bạn.
Sao số 3, theo kịp không số 3? Dạ kịp thầy. Thì sao nãy bị cấn chuyện gì? Dạ nãy là con tưởng là có độ của gốc A nên là con đi tìm AB trước. Ừ. Còn sao? Đó. Không sao, từ từ. Thì các bạn phải hiểu nè. Các bạn chỉ cần nhìn vấn đề nó không đúng một chút xíu thôi là các bạn sẽ ra được một cái kết quả nó sai và sai rất xa. Và nói thật với các một điều, tôi rất giỏi. Tôi đủ để hiểu bạn nói cái gì. Nên chỉ cần các bạn mà chốt vô nửa câu thôi chứ không phải nguyên câu, các bạn chỉ chốt vào chừng 2-3 chữ đầu tiên là tôi biết các bạn không thể đi tới được kết quả. Và chỉ cần tôi hỏi vài thứ nữa là các bạn chắc chắn chỉ có cười thôi và hoặc là khóc, chứ không thể nào giải ra được. Nên chân thành với nhau làm việc. Thầy không muốn làm khó các bạn trong việc học. Tôi đang tìm cách để giúp các bạn đó. Còn cái cách của tôi thì nó hơi tạm gọi là hơi cực đoan chút cũng được nữa, gọi là bắt các bạn phải chép phạt. Nhưng đó là cách duy nhất để một người lười trở nên giỏi. Còn những bạn nào giỏi thì quá tốt rồi. Bạn giỏi thì dùng cái phương pháp này giúp cho các bạn nhìn nhanh cái vấn đề. Còn những bạn chậm hơn thì chịu khó. Còn nếu như bạn vẫn không chịu khó nữa thì có thể thuốc của thầy không phù hợp với các bạn. Hoặc thuốc vẫn phù hợp nhưng có điều là các bạn phải ở một cái môi trường khác. Thí dụ các bạn phải làm việc một mình và tôi sẽ chỉ có làm việc với bạn. Chứ sẽ rất khó nếu như bạn đang cùng làm việc tập thể mà các bạn lại mắc cỡ mà bạn lại không chịu thay đổi thì rất khó. Thì chọn được cái con đường khác nó hợp lý. Còn nếu đã chấp nhận chơi chung với cả nhóm và chơi với tôi thì phải chấp nhận chơi cái luật tôi, luật chơi do tôi đặt ra nha. Rồi, những cái bài gửi cho các bạn đó là những cái bài yêu cầu bài tập về nhà. Bạn phải nộp bài cho tôi ngoài chuyện chép phạt và bài tập về nhà nữa. Hôm bữa thầy có nhận được bài làm của vài bạn. Nhân thí dụ, tôi nói thẳng luôn ha. Bạn số 2 có gửi cho thầy xem. Thứ nhất, đó là bài chép phạt của mấy bài đó liên quan tới sin có tăng. Nhưng thầy không thấy bài tập về nhà của cái bài số 1 đo cây cao. Số 2 mở lên giải trình cho tôi nghe. Số 2 đâu? Dạ. Bạn nộp bài cho tôi chắc là bạn biết đúng không? Có cần dạ. Tôi phải mở Zalo lên cho cả nhóm coi không? Hả? Có không? Có cần tôi cần phải chứng minh cho bạn là tôi nói những cái chuyện đó không ổn không? Không. Vậy tại sao? Thứ nhất là hoàn thiện lại các cái bài tập cũ. Không thấy. Hả? Tại sao? Nói tôi nghe lý do coi. Bây giờ thầy hỏi con một điều thôi. Con có xác định rằng muốn học chung với nhóm mình nữa không? Hay là đơn giản là nghỉ để tìm một cái thời gian khác hợp lý? Làm sao? Dạ có. Có thì con phải làm việc cho đàng hoàng nha. Còn nếu như con đang tiếp tục một lần nào như vậy nữa thì thầy sẽ cho nghỉ trước. Nghe kịp không? Dạ. Con cứ thấy là một trong một cái buổi học đó bạn thấy rằng là cứ phải quay vô và cứ phải nói la bạn hoài. Thầy không muốn la bạn, các bạn lớn hết rồi. Nhưng có điều đó là thầy không thể khen bạn được. Tại vì các bạn chưa làm việc ổn. Phải để cho các bạn hiểu giá trị thật của mình nó nằm ở đâu. Các bạn cũng biết hết, chỉ có điều là trước giờ các bạn quen thích sống ảo hơn thôi. Nhưng mà rõ ràng là nếu như chị có quay vô để nói chuyện với một mình con thì rõ ràng là ảnh hưởng tới cả nhóm. Trong khi cả nhóm người ta đều đã có được rất nhiều cái sự cố gắng, trong khi mình yếu hơn và mình không cố gắng, thì cái đó mình đang làm trùng cả nhóm lại. Mình muốn học với nhóm thì mình phải nỗ lực lên, cố gắng lên nha. Tôi không nhắc xuông, tôi có một cái tật đó là cái gì làm thì làm cho tới. Còn nếu xác định là chơi chơi thì làm chuyện chơi chơi nó khác. Còn giờ đang việc học, một khi học thì phải học cho nó đàng hoàng. Rồi, tiếp theo đề cho một cái cây cần cảo. Đó, nó cho cái hình vẽ số 11.
Rồi, thầy cho một cái cần cẩu. Đó, hai cái cần cẩu này cùng cẩu một cái tạm gọi là một cái cây cột trục u bê tông rất là dài. Nặng. Để cho biết nè, một cái cây cần cẩu có góc nghiêng so với mặt đất là 40 độ. Vậy góc nghiêng so với mặt đất nghĩa là gì? Đây, thí dụ lấy cái hình vẽ nè. Đây, hình vẽ, đây là cái cần cẩu nè. Đó, mặt đất của các bạn ở dưới đây nè. Đây là mặt đất nè. Đó, vậy góc nghiêng được hiểu là cái góc tương ứng đó. Đây, vẽ hình ra ngoài đây. Đây, cần cẩu. Mặt đất. Vậy cái góc nghiêng của cần cẩu với mặt đất, đây người ta cho các bạn là góc này. Muốn nâng một vật lên cao 8,1 mét, cần cẩu phải dài được bao nhiêu? Biết chiều cao của xe là bao nhiêu đây? Định nghĩa chiều cao của xe tức là gì? Tức là từ cái điểm này nè, đến đây là chiều cao của xe. Đó, từ cái điểm đó đó. Tại vì cái cẩu của các bạn nó bao gồm tới hai phần. Đây là phần xe nè. Đây, cái khúc nè, từ đây đến đây nè. Đó, giống như cái hình vậy đó ha. Đó, khúc này là chiếc xe nè. Đó, và nó không có cái cẩu nằm trên đây. Biết chiều cao xe là 2,6 mét. Chiều cao của vật nặng là 1 mét. Rồi, người ta yêu cầu phải cẩu cái đó lên được 8,1 mét. Thôi, cái này nó hơi hơi lạ với các bạn. Tạm thời thôi, bỏ bài này đi. Tại vì các bạn nhiều khi không quen rồi cẩu hai ba thứ. Tại vì bài này phải tách cả hai ba đoạn lên. Kỹ năng của các bạn chưa tới, nên thôi, thầy sẽ giải thích sau cái này. Rồi, bỏ bài này đi. Lấy bài khác. Bài này phải tách cả hai ba đoạn mà các bạn chưa đủ kiến thức để xử lý, nên thôi, xử lý sau. Đó, nếu bạn nào có điều kiện thì mở này anh coi bài giảng. Thì đó, nó sẽ thấy được cái cách để xử lý. Rồi, bây giờ lấy bài này. Bài này thì nó giống như trong sách giáo khoa. Nó mức độ dễ hơn. Từ từ ta sẽ tập lại những cái câu hơi khó đó một chút. Rồi, đề cho các bạn một cái hình, rồi như hình vẽ, không giải thích gì thêm. Tự đọc cái đề, tự đặt tên vị trí vô. Rồi, tự đặt cho các bạn nè. A nè, B nè, C nè, đó. Rồi, sau khi các đặt tên xong rồi đó, các bạn tự chốt vô cho thầy. Coi coi đề nó đã cho được cái gì. Rồi hỏi cái gì. Cách tính. Một phút. Bắt đầu. Các bạn còn 30 giây nữa để chốt coi coi mình chọn bạn nào biết
giải bài này, đưa tay lên. Bạn nào biết giải, tự tin rằng mình giải được, đưa tay lên. Dĩ nhiên là tự tin trả lời những câu hỏi mà tôi chuẩn bị hỏi bạn đó ha. Các bạn còn 10 giây cuối, bạn nào giải được đưa tay lên. Rồi, hết giờ, bắt đầu. Quà. Giải được đưa tay, mà chỉ có bao nhiêu đây đưa tay thôi sao? Ừ, ok. Rồi, bạn số 10. Số 5, số 12, số 7 tạm thời được thoát ra khỏi danh sách. Nguyên chùm kia tại sao không đưa tay bắt đầu? Tôi muốn nghe tại sao. Số 1, tại sao không đưa tay? Con chưa hiểu lắm, tự nhiên đi không nó mất hết sốt. À, tự nhiên nó mất hết sốt đúng không? Không biết được ý tưởng. Là mình phải chia ra thêm một đường hay là sao? Đừng đó, tôi không có muốn nghe hỏi là sao là sao. Thì rõ ràng là bây giờ bạn không có ý tưởng đúng không? Hết chuyện. Chứ đừng nói dạ, ủa em cũng làm ra kết quả mà em không biết giờ có ý tưởng hay không, hết chuyện. Rõ ràng là chưa đưa tay là chưa đủ tự tin. Bài này nếu mà nói dễ thì nó không dễ, nhưng khó thì nó không khó, nó dễ. Rồi bây giờ nè, số 1 trả lời cho tôi nghe coi. Để nó hỏi cái gì? Chiều rộng của con sông. Vậy chiều rộng là cái gì? Chiều rộng là cái gì? Là cái đường trên cái hình đó hả? Là đường nào á? BA. Đó. Tức là quay lại bài toán, nó hỏi BA là nhiêu, hết chuyện. Để cho được cái gì rồi? Dạ, để cho vận tốc con sông. Ủa, vận tốc 3,5. Vận tốc của chiếc thuyền V là bằng 3,5 km/h. Còn nó cho thêm gì nữa? Mất hết 6 phút. Mất hết 6 phút là thời gian là 6 phút. Rồi tiếp tục có cho thêm gì nữa? 25 độ. Lý do là bởi vì bơi thẳng qua B không được. Bởi vì khi bơi nó bị dòng nước nó đẩy đi, nên nó bị đẩy đến C. Cái góc bị đẩy ra là 25 độ. Vậy cô muốn giải ra AB thì cô phải làm được gì? AB vậy là AC lấy là gì? Lấy 90 trừ 25 ra được góc C. Ok, góc C làm chi, đem về nuôi hả? À. Muốn giải tam giác thì cần có cái gì nữa tôi nghe coi. Số đo. Số đo gì? Đó. Rồi thì đó, những bạn chưa đưa tay lên thì rõ ràng là bạn chưa thể nhận định ra được rõ, thì cứ chế phạt bốn bạn hiện tại đang đưa tay là tạm thoát, nhưng tôi sẽ bắt đầu chỉ định. Số 7 này nói rồi, 12 thì mạnh rồi, số 5 cũng khá, số 10 nói chuyện thử coi. Số 10 nhớ, hay là em sẽ tính AC trước. Rồi nghe thầy hỏi nè, muốn giải tam giác vuông thì ta cần có cái gì? Dạ thầy, là muốn giải tam giác vuông chúng ta cần có các cạnh của nó. Mấy cạnh? Dạ thầy, là hai cạnh hoặc ba cạnh. Rồi, một là nó có hai cạnh đủ để giải rồi, hoặc là trường hợp thứ hai là cần có gì? Một cạnh và một góc. Rồi, một cạnh và một góc.
Đó. Bài toán này có một góc 25 độ rồi. Góc C thích thì tính, nhưng không thích thì chả sao cả. Tại vì các bạn có tính góc C vô chỉ được hiểu là để câu giờ thôi, chứ không để làm được chuyện gì khác hết. Vậy giờ góc cột góc thì cho rồi, chỉ giờ bạn muốn tính cạnh gì? Tính cạnh AC. AC làm sao tính? Dạ hay là lấy 3,5 nhân 1 phần 10. Tại sao lấy cái đó? Dạ thầy là 6 phút nếu mà quy ra giờ là 1 phần 10. Rồi. Cái AC này được hiểu là quãng đường của cái chiếc thuyền mà các bạn đang đi đấy. Mà quãng đường thì được tính bằng công thức là vận tốc nhân với thời gian. Vận tốc để cho các bạn là 3,5, nhưng nhớ đơn vị nó đang xử lý km trên giờ. Vậy thì T là 6 phút phải đổi sang giờ là như bạn? Dạ 1 phần 10. 6 phần 60, rồi còn tự đổi ra thành 1 phần 10. 6 phút này đổi thành 6 phần 60 giờ. Thầy thì ít khi nào ghi nó là 1 phần 10. Tại vì thầy muốn cho các bạn cách để đổi ra được, chứ tôi không muốn ghi kết quả. Còn các bạn là người tự đổi 6 phần 60 ra thành 1 phần 10, hoặc máy tính nó tự tính. Rồi, còn đây thì nó sẽ ra được một con số. Vậy chắc chắn AC là một con số. Từ con số này lật ngược lại tính ra được cái độ rộng, hay gọi là chiều rộng của con sông. Bài này nó có nhiều cách để hỏi. Một, nó hỏi chiều rộng của con sông, hoặc không thích nó hỏi khi đó cách so với cái điểm đến, hoặc là cách so với cái bến tàu, hoặc là cách so với bến ban đầu bao xa. Thì khi đó hỏi cái vị trí mà cặp bến cách ban đầu, là nó hỏi độ dài của BC. Thì tùy theo bài nó cho cái gì thì chốt cái đó. Hết chuyện. Rồi, cảm ơn bạn số 10. Tuy nhiên, những bạn khác 5, 7, 12 thì các bạn đã đủ tự tin mới dám đưa tay. Những bạn khác không đưa tay bài này thì tự ghi nhận vô là mình bị chép phạt của câu số mấy để bữa sau nộp cho tôi ha. Thầy thật sự không có thời gian để xem hết tất cả. Rồi, bài này mỗi bạn chép phạt 2 lần nếu như không có đưa tay lúc nãy. Để chịu khó làm bài nhiều lên để nhớ. Nhưng tôi hoàn toàn là hên xui, tại vì thực tế mà nói cái trực giác của tôi khá tốt. Tôi bóc trúng là dính. Mà dính rồi thì khi đó đừng nói với tôi lý do, lý chấu gì nữa hết. Thầy chỉ chấp nhận lý do trước buổi học. Các bạn được quyền nói lý do. Dạ, hôm nay nhà em có ăn tiệc ABC gì đó nên em bận chưa chép phạt. Thì lý do đó của các bạn sẽ được chép phạt gấp đôi lên nữa. Tại vì không phải buổi tiệc của các bạn mới bắt đầu. Các bạn không phải bắt đầu buổi tiệc 3-4 ngày. Tiệc ở nhà các bạn có thể có dự kiến thời gian. Nên các bạn tự sắp xếp thời gian ra mà làm. Ví dụ các bạn được quyền nói lý do. Dạ, hôm qua em bị bệnh, hoặc là em bị bệnh 2 ngày, em chưa kịp làm bài. Tôi chấp nhận, nhưng bạn khuyên thật lòng đừng bao giờ lấy lý do sức khỏe ra mà chơi. Thành thật với nhau dễ làm việc lắm. Tại vì tôi muốn các bạn thành thật. Thí dụ nói, dạ thầy ơi, hôm qua em nằm biến, em ham ngủ quá, em chưa làm bài. Thầy cho em nhận lỗi hay gì đó. Rồi thì cái đó nó nghe nó lý tưởng quá ha, nhìn nó lý thuyết quá trời luôn. Nhưng mà các bạn cứ chân thành đi, tôi sẽ có một cái cách hợp lý để nói với bạn. Còn các bạn không chân thành thì tôi đâu thể nào kiểm soát được, tôi đâu phải công an hay đi đâu điều tra các bạn. Nhưng nếu như bạn không chân thành thì sẽ tới thời điểm tôi cảm thấy rằng tôi bị xúc phạm. Mà khi tôi bị xúc phạm rồi thì tôi không thích làm, tôi không thích dạy nữa. Thì lúc đó điểm sinh, báo trước nha. Cứ là bữa nào vô cũng phải nói có cái chuyện bài làm chán quá. Rồi, tiếp theo, một bài gì lạ quá vậy? Một tòa cao tầng có bóng trên mặt đất là nhiêu đây? À, bài này cũng vui nè, vô. Rồi, cắt cái đề ra. Bài này đúng ra phải định nghĩa cho các bạn cho nó. Cắt cái bài này ra về mấy cái bóng của mấy cái này cái cho các bạn hiểu. Thôi kệ nó đi, quăng vô đi.
Rồi, vô. Bài này nó sẽ cho các bạn một cái hình. Nó hiểu là như thế này này. Ví dụ như các bạn có một cái cây cột điện đó trên hình vẽ. Nó cho biết cái tòa nhà cao tầng có cái bóng trên mặt đất là 272 m. Vậy 272 được hiểu là gì? Ví dụ các bạn đặt tên cái điểm này là điểm A, điểm này là điểm B, cái này là điểm C. Thì các bạn tưởng tượng thôi, có một cái cây, cái mặt trời á, nó sẽ chiếu nè. Đó, nó chiếu vô đây. Thì từ đây nó sẽ tạo ra được một cái bóng. Giống như các bạn hay đi ngoài đường ấy, bị ánh sáng chiếu vô một cái ha, nó tạo ra một cái bóng. Đó. Vậy cái bóng của các bạn trên hình vẽ này là đoạn AB. Đây, để cho cái bóng. Tương tự như thế, bên cái cây đèn ở bên đây, nó sẽ cho các bạn ở đây, thí dụ như điểm H, đây là điểm T, ở đây là điểm K. Đó, nó cũng sẽ có một cái bóng tương ứng là HT. Rồi. Để nó hỏi, thí dụ như bài này là để dễ cho các bạn trong quá trình xử lý thì nên để cái cây đèn qua mé bên đây cho bạn dễ nhìn. Để bôi cái này đi. Để cắt cái hình cây đèn qua bên đây. Để cho các bạn dễ nhìn cái hình thôi chứ gì. Rồi, cái cây đèn nhỏ kia của tôi đâu? Tạo lao. Rồi, đây cho các bạn cái hình vẽ đó. Thì người ta định nghĩa là cùng thời điểm là để gì? Là để những cái tia nắng của mặt trời á, khi chiếu xuống nó cùng, thí dụ định nghĩa mặt trời đang ở thời điểm ở đây. Khi mặt trời đang chiếu xuống mặt đất thì với một cái thời điểm, thí dụ như lúc 12 giờ trưa thì sẽ chiếu thẳng đứng. Thí dụ như mới 7 giờ sáng thì sẽ chiếu ở khoảng tầm này. Đó. Thí dụ 7 giờ sáng là khoảng tầm này, lên 9 giờ, lên 10 giờ, lên 11 giờ, lên đúng 12 giờ thì sẽ chiếu thẳng đứng. Thì đó là quy tắc của mặt trời. Thì người ta xét trên cùng một thời điểm là để từ đây các bạn có hai cái bóng nè. Rồi. Đó, thì các bạn sẽ có những cái tia nắng. Đó, những cái đường màu đỏ này nè. Nếu vẽ hình ra thì những đường màu đỏ này nó được hiểu là song song với nhau. Những đường màu đỏ nè, nó song song, nó được hiểu là giống như cái mặt trời nè. Nó nằm mé trên đây nè. Đó. Mặt trời ngay đó, nhìn nó hơi khó tưởng tượng. Thôi dẹp nó luôn đi. Vậy khi chiếu lên thì các bạn sẽ xuất hiện ra được những cái tia bóng ra, những cái hình bóng trong hình vẽ. Dựa vào đề bài cho thì người ta cho, ví dụ đặt tên nè, A, B, C. Còn thằng này là H, T, K. Thì người ta cho các bạn được đầu tiên là 272. Đây, cái này là 272 m nè. Rồi tiếp tục. Ở một cái thời điểm đó có một cái cây cột đèn cao 7 m. Đây, cao 7 m. Nhưng cái bóng của nó thì lại tạo ra tới 14 m. Thế đó thì tại vì cái bài cái đề cho có lộn vậy. Cái bóng 14 m cái kia thì tại vì nó thích thôi, tại vì cái ánh sáng nó chiếu hơi bị xa buổi chiều rồi. Rồi, T.
tại này hình vẽ nó thiếu chính xác xíu ha. Rồi 14 mét. Hỏi khi đó cho biết tòa nhà cao bao nhiêu tầng, biết mỗi tầng là 3,4 mét. Vậy ví dụ như giờ, ví dụ nha, tổng cộng cái tòa nhà của các bạn là cao 340 mét. Vậy thì hỏi nó có bao nhiêu tầng? Thì mỗi tầng là 3,4 mét. Vậy từ đây suy ra số tầng nó sẽ bằng là chiều cao của nguyên cái tòa nhà chia lại cho chiều cao của mỗi tầng. Thì nó sẽ bằng, thí dụ trong bài toán này là 100 tầng. Kịp chỗ này chưa? Rồi, ráp vô bài toán. Hết chuyện. Theo ý tưởng này thì do những cái đường BC với lại HT là những tia nắng chiếu ra, nên BC được hiểu là sẽ song song với KT. BC và KT song song bởi vì đó là những tia nắng. Hết chuyện. Cho các bạn một phút thử coi coi giải quyết được câu này không. Bài này không khó, chỉ cần bạn biến đổi đúng chất cái là các bạn có được kết quả liền. Gợi ý thêm tí xíu nhẹ nữa là do hai thằng này song song nên nếu như bạn kéo dài nguyên cái đoạn này ra thì các bạn sẽ tạo ra được cái cặp góc so le trong bằng nhau hoặc cặp góc đồng vị bằng nhau. Những góc này là góc vuông. Bạn còn 30 giây. Rồi, bắt đầu. Hết 30 giây. Bạn nào không giải được câu này, đưa tay lên thầy xem thử. Bạn nào không giải được, đưa tay lên. Hết giờ. Không, vẫn còn kẹt, cô nhiều vậy. 1, 3, 2, 8. Rồi không sao. Ba bạn cứ việc nghe những bạn khác giải thích rồi chép phạt hai lần, tức là làm lần lần nó đi nhớ mà. Rồi thầy mượn thử ạ. Số 12 làm bằng cách nào bạn? Dạ đầu tiên là mình tính góc T. Rồi bây giờ khoan hãy nói về góc T, giờ giải thích cho thầy nghe một cái. Bạn muốn biết được số tầng thì bạn phải tính được cái gì trước? Tính được AB. Rồi, chính xác. Bạn muốn biết được số tầng thì các bạn phải biết được chiều cao nó là nhiêu. Muốn biết được số tầng phải biết được chiều cao. Tại vì từ chiều cao các bạn mới suy ngược ra được số tầng, giống như nãy thầy ví dụ. Mà chiều cao tức là AB thì dồn sức đi tính chiều cao. Vậy tức là phải tính ra được AB coi nó bằng bao nhiêu. Mà AB thì nó nằm vô tam giác nào bạn? ABC. ABC. ABC hiện tại là tam giác gì? Tam giác vuông. Tam giác vuông. Tốt, cảm ơn bạn. Vậy nếu như muốn giải tam giác vuông thì bạn phải cần có gì? Có một góc hoặc một góc một cạnh hoặc là hai có cạnh. Có một góc một cạnh hoặc hai cạnh. Nếu như mà ta hiện tại ở tam giác ABC này ta có được gì rồi? Có được K
cạnh AC bằng 272. Rồi, mới có AC bằng 272 thôi. Vậy thì chắc chắn nếu có được cạnh BC thì nộp bài mất rồi. Hoặc cạnh AB mà người ta cho thì coi như quăng vô đi tính, chắc chắn là không có. Vậy giờ chắc chắn là một điều là cái cục đèn này nó mới có vấn đề ở trong đây. Vậy dò được cái cục đèn này bằng tính được gì trong đó? Đủ sức giải cái cục đèn không? Dạ đủ. Cái cục đèn này có được cái gì rồi? Có được cạnh KH. Rồi, có được KH nè. Có được gì nữa? HT. Có được HT. Vậy đủ sức đi giải tam giác này. Ủa mà giải tam giác này để làm cái gì? Để tam giác này. Ủa giải, giải xong để làm được gì? Tính cái góc T thôi. À, chính xác. Mục tiêu là giải là để chủ yếu ta đi tính cái góc T thôi. Đó. Vậy tức là trên lý thuyết từ đây giải để suy ra góc T. Ủa góc T làm được chi nữa? Góc T là bằng góc C do đồng vị. Đây. Nó bằng với góc C1 lý do đồng vị. Đó, hết chuyện. Vậy góc C1 có kết hợp với cái AC bằng 272m thì chắc chắn các bạn sẽ tính ra được cái chiều cao AB. Rồi khi có được chiều cao AB xong, các bạn áp cái kiến thức mà thầy mới vừa ví dụ vô để tính ra số tận. Rồi, cảm ơn bạn. Đây là một cách. Có bạn nào làm cách khác nữa không? Chủ động mở mic lên nói thử thầy nghe coi. Có bạn nào làm thêm cách nào khác nữa không? Dạ có. Rồi, đâu? Số 10, làm cách nào? Dạ, hay là theo em cái đề bài á, thì khi cái bóng đổ xuống thì nó sẽ bằng gấp đôi của cái giật lên thầy. Rồi. Là cũng em được. Thêm... Nhưng thí dụ như giờ đây nó cố tình nó không cho gấp đôi đi. Thí dụ như đây nó cho 10 thôi, không để cho mình nói làm sao? Vậy thôi, sai đồng dạng vô, sai đồng dạng vô. Tam giác nào đồng dạng? Dạ hay là tam giác ABC. ABC tương ứng đồng dạng với thằng kia là tam giác nào? HKT. HKT. Vậy từ đó suy ra được tỷ số là gì? Dạ hay là AB phần HK. Rồi, hợp lý. Bằng với ai? AC phần HT. AC phần HT. Giờ nó bằng tiếp. BC phần KT. Rồi, giờ nhiệm vụ mình coi có thằng nào mình đang cần. Mình cần thằng nào? Thằng AB. AB là cái mình cần nè. Đó, đặt vô chấm hỏi vô cho nó. HK có chưa? HK có 7 mét. Rồi, HK có rồi nè. AC có chưa? AC 272. HT có chưa? HT có 14 mét. Còn gì là xong, thằng này nó không cần xài tới. Thì từ đây suy ra được AB. Kịp ha. Rồi, khi có được AB xong chuyện rồi. Dĩ nhiên, hồi nãy bạn lý luận cái kiểu 7, 14 là gấp đôi nên thằng này được hiểu là cũng nâng lên gấp đôi lên, nó ra thành là 500 mấy. Thì trên lý thuyết là đúng, chứ không sai. Nhưng mà thầy muốn các bạn là nên dùng qua đồng dạng. Tại dưới đây nó thay vì là 7, 14, nó cố tình đây là 10, hoặc là nó là 11, thì khi đó bạn tự bị rối với chính mình thôi. Đồng dạng nó giúp bạn giải quyết vấn đề hợp lý hơn. Kịp ha. Rồi, cảm ơn bạn. Tuy nhiên những bạn khác chưa làm được thì cứ mạnh dạn vô tập làm lại. Thầy đang chọn cho các bạn một phương pháp nó hơi ép một chút xíu để giúp cho những bạn hơi chậm hơn, nhanh hơn được một chút, rồi cho các bạn tự tin hơn. Và cũng một điều nữa là tại vì cái con người của mình á, khi bạn bị ép vô một cái gì đó, bạn mới bắt đầu thể hiện được năng lực của bản thân. Còn khi các bạn thả ra môi trường bình thường, các bạn một có cái gì đâu mà phải làm, có gì đâu mà phải nỗ lực, cứ từ từ thì ta cũng xong. Nhưng khi đó các bạn sẽ không phát huy được bản thân của mình. Tôi đang cố đi tìm một cách khác để phát huy bản thân của các bạn. Rồi, nhiệm vụ giao cho các bạn bài tập về nhà. Ồ, cái tòa nhà gì đây dữ vậy? Tia nắng mặt trời dưới mặt đất. Tính chiều cao của tòa nhà làm trọn hàng đơn vị mùa 1 cao thì nó có một cái cục. Rồi, bài 14 này gần giống như cái kia. Rồi, gần giống thì quăng vô bài làm. Bài tập về nhà. Nhưng
Nhớ ha, làm bài nộp theo đúng yêu cầu. Các bạn cố tình chống đối với tôi thì các bạn chỉ có khổ thôi. Rồi, thêm cái cây tre này vô đi, đông dông bão thổi mạnh gì đó. Rồi, chốt thêm bài nữa đi. Vui vậy? Tính chiều cao của cầu Cần Thơ so với mặt sông Hậu cho biết tại thời điểm cách nhau 89 m. Trên mặt sông người ta nhìn thấy hai đỉnh trụ với góc nâng lần lượt là 40 m và 43 độ. Góc nâng là sao? Hai đỉnh trụ thôi, cái này hơi lạ, không sao giải thích. Bài này hơi khó đấy các bạn. Này cũng hơi khó, chưa quen. Hôm sau sẽ xơi mấy cái đó. Rồi xơi cái này đi. Bài này nhau sách giáo khoa ha. Xơi câu này. Bài này là gần gần giống như cái bài đo tháp lúc nãy. Gần giống thôi. Thì cái đợt cách xử lý nó hơi khác. Rồi, về xử lý mấy bài tập đó cho thầy. Rồi, thôi, nghỉ, hôm sau ta tiếp. Rồi, tạm biệt các bạn. Những bạn nào bị chấp phạt thì lo chép bài đi vô nha.